Hân hoan chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là tin tức: Hai Ri Won từ chối trả lời về tin đồn clip nóng với Trấn Thành. Suốt 3 ngày nay, cộng đồng mạng đang xôn xao về tin đồn clip nóng giữa Trấn Thành và Hai Ri Won. Trước thắc mắc tin đồn có hay không clip nóng giữa Trấn Thành và Hai Ri Won đang được cộng đồng mạng quan tâm trong những ngày qua, đại diện của nữ ca sĩ đã từ chối trả lời. Hiện tại, Harry không đọc bình luận trên mạng xã hội và suy nghĩ lạc quan để tiếp tục làm việc tốt nhất và tập trung cho công việc, dành thời gian cho bản thân. Về những lời tố đi muộn của Ngô Kiến Huy, phía giọng ca anh cứ đi đi xác nhận sự việc. Trong ngày ghi hình cùng chàng bắp, Harry Won đi muộn, tuy nhiên cô đã xin lỗi từng người. Theo Harry, Ngô Kiến Huy cũng đã lên tiếng giải thích việc tố nữ ca sĩ trước đó trên Facebook chỉ là một lời đùa và gửi lời xin lỗi cô. Ngoài ra, về những lời nhận xét đánh giá của ca sĩ V1, phía Harry Won không có lời bình luận nào. Về clip nói tiếng Việt sành sỏi của Harry cách đây 4 năm và cho rằng cô nàng giả tạo muốn gây sự chú ý, đại diện của Harry khẳng định đó là câu nói cô ấy đã tập luyện nhiều lần nên mới rõ ràng được như vậy. Trước đó, trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí, Harry cũng muốn mọi người nhìn lại khoảng thời gian khi cô nàng tham gia cuộc đua kỳ thú để biết rằng Harry không cố tình nói lơ lớn. Vì sau một khoảng thời gian không sử dụng một ngôn ngữ nào đó, sẽ rất khó để bắt kịp nhanh và đúng ngay lập tức được. Nữ ca sĩ Anh Cứ Đi Đi cũng không đồng ý với việc bị khán giả cho rằng đang dựa hơi Trấn Thành để nổi tiếng. Cô muốn được công nhận bằng chính năng lực của mình. Tất cả những điều diễn ra trong thời gian qua là sự cố ngoài ý muốn. Giữa những ồn ào của dư luận, tối ngày 12 tháng 8 vừa qua, trên mạng xã hội lại xuất hiện một bức ảnh Harry Won và Trấn Thành ôm ấp tình cảm ở một rạp chiếu phim. Trong ảnh, nữ ca sĩ gốc Hàn tự nhiên choàng tay qua cổ Trấn Thành rất tình cảm khi đang nói chuyện cùng nhau. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tin tức Sao Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho tin tức Sao Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.